Xin kính chào quý bạn và các vị. Ở đây mình đang có chiếc Oppo Find 7 và cái chiếc iPhone 6. À, 6 với 7 à. Và hôm nay mình sẽ có một bài so sánh nhanh giữa con số 69 và số 7 này. Đầu tiên thì các bạn đã thấy là về thiết kế thì cái chiếc Oppo Find 7 của chúng ta dày hơn và nặng hơn hẳn so với chiếc iPhone 6 nếu các bạn cầm hai sản phẩm bằng đầu tay để so sánh. Về kích thước các bạn thấy là với màn hình 5.1 inch, iPhone 6 ngắn hơn hẳn về cả chiều dài và bề ngang nếu so với Oppo Find 7. Mặt lưng của Oppo Find 7 họ làm thì cái vật liệu vân carbon. Vật liệu này thì giúp cho cái sản phẩm ta bền bỉ hơn, đặc biệt là cái về phần mặt lưng để không sợ bị xước cái phần mặt lưng này. Và bên cạnh đấy cầm bằng tay tạo được cảm giác rất là chắc chắn. Cái phần kim loại duy nhất của Oppo họ làm trên chiếc Find 7 là phần viền chạy xung quanh máy, giúp cho bảo vệ nếu chúng ta có rơi hay va đập thì phần màn hình sẽ được bảo vệ tốt nhất. Trong cái đấy với Apple phần kim loại thì đương nhiên là toàn bộ phần máy rồi, thì giúp chúng ta tạo được cảm giác sang trọng, cầm máy trong tay thì thoải mái và nhẹ. Nhìn chung là nếu mà các bạn nào cầm một sản phẩm nó linh hoạt thì các bạn nên lựa chọn chiếc iPhone 6. Còn Oppo Find 7 thì sẽ phù hợp với con trai nhiều hơn, có một cái bàn tay to, túi quần to và cơ số khác của các bạn to thì nên sử dụng Oppo Find 7 này cho tương xứng. Chứ một của các bạn mà bé mà cũng chơi đồ to thì nó không được hợp lý cho lắm. Và đây mình sẽ tiến hành so sánh về cái khả năng hiển thị của hai sản phẩm này. Các bạn thấy là ở trong cùng của bức hình này, đó là cái màn hình của Oppo Find 7 không bị ám vàng giống như là màn hình của chiếc iPhone 6. Cái như Oppo Find 7 có một cái tông màu trắng tự nhiên giống như cái chiếc LG G3. Các gam màu khác nó cũng vậy, nó không đậm mà do đều sử dụng tấm nền IPS nên cả hai sản phẩm này có một khả năng hiển thị tốt và đồng đều. Cái chủ Oppo Find 7 sau khi được nâng cấp phiên bản phần mềm thì khả năng hiển thị nó tốt, không bị ám vàng như những cái lúc mà các bạn mới mua về. Và trong những cái tông màu hiển thị khác thì Oppo Find 7 các bạn thấy ngay là da người ở đây nó trông đẹp và tự nhiên hơn so với một cái màu da vàng đậm của cái chiếc iPhone 6 ở đây, thiếu tự nhiên và không được đẹp bằng. Đó, kể cả lên khuôn mặt ở bên trên này, màn hình Oppo Find 7 ở đây thì mình đánh giá khả năng hiển thị về màu sắc nó ngon hơn so với màn hình iPhone 6. Thực ra iPhone 6 là nó ám màu như thế nào là tùy theo các phiên bản ở các khu vực khác nhau. Đây phiên bản sách tay từ một số nước khác ở châu Á, vì thế nên nó sẽ ám vàng. Có thể sau này khi ta có máy Mỹ thì nó sẽ có màu xanh tốt hơn, sẽ có hiển thị màu trắng với màu xanh nhẹ tốt hơn. Góc nhìn thì ở đây iPhone 6 ngon hơn và kể cả ra ngoài trời cũng vậy. Cái màn hình của iPhone 6 có độ sáng rất cao, ra ngoài trời hiển thị rất là dễ chịu. Còn với màn hình Oppo thì ra ngoài nắng là cái sản phẩm gần như khả năng hiển thị ngoài trời không tốt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái hiệu năng thực tế bằng cách vào các game ứng dụng nặng. Bây giờ mình sẽ so với lại game iPhone 8 nào. 2, 3. Oppo Find 7 thì hiện nay sử dụng chip Snapdragon 801 và RAM của nó là 3GB. Còn với chiếc iPhone 6 là nó sử dụng vi xử lý Apple A8 64bit. Đó, các bạn thấy là vào khá là đồng đều với nhau. Mặc dù ban đầu là iPhone 6 tỏ ra là nhỉnh hơn một tẹo khi lúc mới bấm vào, nhưng log game cũng đồng đều. Và bây giờ mình sẽ thử xem là khả năng log game của Find 7 liệu có thắng được iPhone 6 không. S5 và G3 đều thua hơn một chút. Có thắng được không? Ôi, cũng không được. Như vậy là nó cũng chỉ tương đồng với lại S5 và G3. Là bạn thấy là cái khả năng vào game của nó cũng tương đồng với nhau thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái tựa game thứ hai, Smart Hit. À, vào cùng lúc với nhau luôn, không chênh lệch một tích tắc nào. Khá là tốt. Và bây giờ mình sẽ thử xem số ứng dụng như là điện thoại này. Như vậy các bạn thấy là qua các thao tác so sánh hiệu năng vừa rồi thì cái chiếc Oppo Find 7 này cũng có một cái hiệu năng gần đạt mức tương tự với iPhone 6. Nói chung là sự khác biệt thì nó chỉ là tích tắc, nên các bạn thấy là nó không đem lại cho ta trải nghiệm gì quá lớn lao trong quá trình sử dụng. Nhưng mà đương nhiên là iPhone 6 vẫn tỏ ra mượt mà hơn ở các cái thao tác chuyển động. Của Android thì chúng ta có thể tắt những cái hiệu ứng đấy đi, giúp cho nó thể nhanh tương tự như iPhone 6 luôn. Nhưng mà khi load game ứng dụng thì hai sản phẩm này cũng hoàn toàn là đồng đều với nhau mà thôi. Cái việc xử lý 64bit cũng chỉ tương đương với các sản phẩm Android chúng ta hiện nay đang chạy cái chip 801. Và về so sánh về camera thì cái chiếc Oppo Find 7 chúng ta có khả năng lấy nét chậm hơn so với iPhone 6. Khi mình di chuyển các bạn thấy là Oppo Find 7 thường có phải hiện một cái khung lấy nét lại, còn với iPhone 6 không hiện cái vấn đề này, và chúng ta chụp ảnh phát là được luôn. Tốc độ chụp ảnh của iPhone 6 rất là nhanh hơn so với Oppo Find 7. Oppo Find 7 thì nổi bật với tính năng Ultra HD cho phép chụp ảnh 50 megapixel, khử nhiễu ban đêm tốt hơn, hay là chụp ảnh kèm âm thanh và khả năng phơi sáng lên đến 32 giây, chụp ảnh RAW, đấy là những tính năng nổi bật. Còn với iPhone thì chúng ta có chế độ quay slow motion, tua nhanh thời gian, đó là một vài cái tính năng thông minh. Thật ra mà nói thì cái chiếc Oppo Find 7 cũng có khả năng quay slow motion. Trong những bức ảnh mình so sánh thì khả năng chụp chiếu sáng của cái iPhone 6 nó tốt hơn và chụp ảnh chiếu sáng tốc độ nhanh hơn. Trong các bức ảnh bình thường thì iPhone 6 thể hiện một cái tông màu tự nhiên và Oppo Find 7 cũng vậy. Nhìn chung là như vậy, mình hoàn thành xong cái bài so sánh nhanh. Cảm ơn Mobile City đã hỗ trợ cho mình hai cái thiết bị này. Các bạn thì truy cập website mobilecity.vn để xem giá bán chi tiết của chiếc Oppo Find 7 cũng như chiếc iPhone 6 của chúng ta.
Các bạn ở TVX đừng quên like, share với bạn bè và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.